chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người về một video về sản phẩm, đó là lọc xăng của Toyota Innova được sản xuất bởi công ty Akashi Nhật Bản. Trên tay em đang cầm để giới thiệu với mọi người chính là sản phẩm đó. Đây là chiếc lọc xăng được đựng trong hộp hàng của hãng Akashi, được sản xuất bởi công nghệ của Nhật Bản. Trên này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 thứ tiếng tất cả anh em ạ. Và trong đó có ưu việt của nó là nó có cả tiếng Việt, nên về việc hướng dẫn sử dụng của nó cũng rất khá là đơn giản. Đây là mã vạch của sản phẩm. Đây thì hãng người ta có nói là cảm ơn đã lựa chọn và tin dùng cái sản phẩm của bên người ta. Đây là phía bên trong của sản phẩm, được đựng trong một chiếc túi ni lông cũng khá là đơn giản. Và đây là mã hàng. Đây là mã hàng của nó luôn ạ. Đó, đây là mã của nó. Đây là hai đầu để chúng ta bắt ra cái tiêu xăng vào đấy ạ. Rồi. Em xin giới thiệu sơ qua về chiếc lọc xăng đó. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi thắc mắc, tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm, mọi người liên hệ với em theo số liên hệ là 0769086333, hỗ trợ tư vấn kiểm tra lắp đặt thay thế tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Em xin một lần nữa cảm ơn mọi người. Em mong mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào tất cả mọi người.